Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức Máy tính của mình. Và trong video này, mình xin hướng dẫn các bạn cách để hiển thị đuôi file trên máy tính áp dụng cho mọi phiên bản Windows. Và như các bạn đã biết thì chúng ta thường tải một số file trên mạng về và một số trang sẽ yêu cầu các bạn phải đổi đuôi file mới có thể sử dụng được, hoặc bạn muốn đổi đuôi file để nhằm mục đích nào đó. Vậy thì bạn cần phải trang bị cho mình một số kiến thức về đuôi file. Vậy đuôi file là gì? Thì mình xin giải đáp cho các bạn cái đuôi file. Nó là định dạng của một tập tin nào đó. Do đó thì mỗi tập tin sử dụng trên máy tính sẽ đều có một cái định dạng nhất định. Đây mình có một số cái file này thì nó sẽ có các cái định dạng nhất định. Đây cái kiểu file này. Đây là file ảnh này, nó sẽ là JPG này. File một số file game thì nó sẽ có định dạng ISO chẳng hạn này. Đấy, một số file về văn bản nó sẽ thường có định dạng về là text này. Đấy. Text document này. Một số file nén thì định dạng WinRAR này. Kiểu file này, WinRAR zip này. Đấy. Thì vậy làm sao để mình có thể biết được máy tính của mình là đuôi gì cụ thể, chấm đuôi gì? Đấy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn hiển thị ra toàn bộ các cái đuôi file của bất kỳ một file nào đó. Thì khi mà các bạn sử dụng máy tính ý, thì các bạn cài Win xong thì thường là sẽ thấy là các file của các bạn sẽ không có đuôi file mà chỉ có tên thôi. Đấy, các bạn chỉ có thể xem được cái kiểu file ở trong cái phần cột hai này. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể xem được đuôi file? Bây giờ các bạn hãy cùng thao tác giúp mình như sau nhé. Các bạn có thể vào một cái cửa sổ bất kỳ, ví dụ như đấy chính là cái cửa sổ của mình đi, hoặc là một cái cửa sổ mới tùy các bạn thôi. Thì ở đây các bạn sẽ vào cho mình phần view. Tiếp theo thì các bạn lái chuột cho mình sang phần option. Sau đó các bạn vào phần change folder and search option. Tiếp tục các bạn kéo chuột xuống sang tab view cho mình. Sau đó các bạn kéo xuống tìm dòng. Đây, cái dòng này là chính là cái dòng ẩn cái đuôi file này. High extension for now file types. Các bạn bỏ cái tích cái dòng này đi giúp mình. Tại vì cái dòng này mặc định của nó là sẽ ẩn đi cái đuôi file. Sau đó các bạn chọn apply, các bạn ok. Thì như vậy thì các cái file trên máy tính của các bạn đã hiển thị toàn bộ các cái đuôi của nó ra. Và các bạn có thể đổi cái đuôi của một cái file bất kỳ. Ví dụ cái file này đang là text đúng không? Một cái file chấm text và không có gì bên trong cả. Mình sẽ gõ một đoạn văn bản nào đó vào trong này. Sau đó mình lưu lại nhé. Cái file này nó đang chấm text đúng không? Bây giờ mình muốn mở nó bằng... Không muốn mở nó bằng cái trình duyệt Notepad này nữa. Bằng cái ứng dụng Notepad này nữa thì mình muốn mở nó bằng ứng dụng Word chẳng hạn. Thì mình sẽ đổi đuôi file thành .docx. Nó sẽ hiện ra một cái cảnh báo là đây là một cái tập tin mở rộng bạn muốn thay đổi. Nó sẽ bạn sẽ chọn Yes. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra thì nó sẽ mặc định nó sẽ mở bằng Word. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái sai nhất định khi bạn mở một cái tập tin mà nó không phải tạo ra từ văn bản Word. Do đó thì các bạn chỉ nên đổi file khi mà các bạn đổi mà nó không bị ảnh hưởng đến cái tập tin đó. Ví dụ mình đổi đuôi thành .doc chẳng hạn thì nó vẫn hiện được ra thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái phần gọi là convert size. Conversion tức là bạn phải chấp nhận cho nó hiển thị ở một cái bộ giải mã. Bạn nhớ ok. Ok, bây giờ thì cái file .txt của mình nó đã đổi sang file .doc và có thể đọc được ở trên cái ứng dụng Word của các bạn. Mình sẽ đổi ngược lại thành .txt nhé. Thì cái file này nó đã lập tức mở được bằng cái ứng dụng Notepad ngay từ như ban đầu. Ok, thì vậy là như vậy là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để hiển thị cái đuôi file bị ẩn trên máy tính. Và hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Các bạn đừng quên bấm nút like và bấm nút theo dõi để giúp kênh của mình phát triển hơn. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc có thể để lại comment phía bên dưới, khi nào rảnh mình sẽ trả lời. Còn bây giờ thì mình xin được chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.